Hello anh em, xin chào tất cả anh em đã trở lại với video tiếp theo của mình anh em nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau trở lại con tin đồ trò chơi, cùng nhau chia sẻ những đường cầu xích bo về bờ anh em ơi. Đây, cầu cực kỳ khó, chẵn lẻ chẵn lẻ chẵn. Tay này đi một tay xỉu. Lẻ. Ôi không, tôi đánh mỗi xỉu thôi. Lót bão 5 lít, đánh mỗi xỉu thôi là bão 5 lít anh em ạ. Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón kết quả. Xem tờ này có rực rỡ hay không. Ok. Xỉu húp luôn. Ngon luôn. Tiếp tục nào. Vào một tay nữa nè. Tài ba cụ. Ok. Xem tay này có rực rỡ hay không. Xem có uy tín hay không. Xem có về bờ đấy hay không anh em nhé. Những anh em nào cùng đam mê cùng sở thích thì em nhớ bổ sẻ, anh em không cùng đam mê không cùng sở thích thì anh em bỏ qua nhé. Nói chung là cái này phải cùng đam mê mới chơi được. Chúng ta sẽ cùng nhau mở bát nào. Lụm tài luôn, uy tín chưa? Ok. Tiếp tục nào. Cầu 11 đang chạy vào một tay xỉu đi. Vào một tay xỉu. Hai củ rưỡi lót bão 5 lít. Được chưa? Tất cả những anh em nào mà chưa có kinh nghiệm, chưa có phương pháp thì anh em cứ phải tham khảo những đường cầu của mình để anh em cùng về bờ anh em nhé. Anh em nào mà có kinh nghiệm, có phương pháp tốt rồi thì anh em lại chia sẻ lại. Đấy. Nhớ như vậy. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau mở bát tay tiếp theo. Xem là tay này có rực rỡ hay không. Có uy tín hay không. Có về bờ hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón kết quả nào. Lại húp xỉu. Đấy. Lại húp xỉu ngon luôn. Có gì đâu phải là tan. Tiếp tục này, vào một tay tài nữa này. Một củ rưỡi lắp bão 4 lít. 1 2 3 4 rồi. Đấy, cứ thế mà chiến thôi. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón kết quả nào. Xem là thế này rực rỡ hay không. Nói chung là chơi nó sẽ phải có ăn thua, nhưng quan trọng cái kết cuối cùng anh em mình rực rỡ, anh em hiểu chưa? Đấy, đấy mới cái điều quan trọng nhất nhá. Ok. Rồi. Tài lại húp theo cầu 11 anh em thấy không? Chuẩn không? Vào một tay nữa. Mình cứ vẫn theo cầu thôi anh em không? Khung cầu chạy này tội gì mà bẻ cầu. Củ rưỡi lót bão 5 lít, đúng không? Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến tiếp anh em hiểu không? Các cụ dặn rồi, theo cầu không giàu cũng đủ ăn.
không giàu không theo cầu không giàu cũng đủ ăn đúng không? Các cụ là theo cầu mà sống, chống cầu thì chết đúng không? Ô sake con ghê. Môn nào cũng thế, chơi nó phải có tay nọ tay kia, nhưng cái quan trọng hơn hết là chúng ta, điểm đích của chúng ta là một số dương. Ai dạ, chính thức gậy cầu. Đó. Ok. Chính thức gậy cầu. Tài 13 lẻ, đang biệt lẻ vào một tay lẻ nữa anh em nhỉ. Vào một tay lẻ. 3 củ rưỡi lót bão 5 lít, được chưa? Vào một tay lẻ. Có gì đâu. Có gì đâu. Có gì đâu. Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón kết quả tay tiếp theo nào. Tài 14. Cứ đến cái giai đoạn mà anh em mình gần chốt ca thì nó lại oẳng nhỉ. Tài 14 về tài tiếp này. Tay này không tài chặt chim luôn anh em ơi. Nói luôn với anh em không tài chặt chim. Không tài chặt chim, tài hoặc bão anh em nhé. Giã tay bão này 5 lít. Ok luôn. Không tài, không tài chặt chim. Húp tài hoặc bão, tay này tự tin lụm, hiểu uy tín luôn như còn gì nữa. Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau mở bát nào. Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau mở bát tay cuối cùng nhá. Tự tin chốt cao luôn. 7 6 5 4 3 2 1. Rồi. Tài hoặc bão. Ok chưa? Được chưa các con vợ? Lụm tài nhá. Lên 45 củ rồi, cơm gạo ok rực rỡ rồi. Mình sẽ dừng lại chốt cá thôi. Đấy, không ham không cố anh em nhé. Tất cả anh em xem được video của mình cảm thấy hay, cảm thấy yêu mến, anh em nhớ được tiếp mình một like, đăng ký kênh, chia sẻ. Anh em muốn kiếm lúa kiếm công gạo, bấm ngay đường link mình để dưới phần bình luận anh em nhé. Ok, bye bye anh em.